Rồi, hết cô Đồng Tháo kính chào tất cả các anh em nha. Đam mê bẫy chim đó, hiện nay mình đi bẫy bìm bẹp nha anh em. Ở đây mình đặt hai cái nha. Mồi ăn không nha, mình bẫy lo chứ không có bẫy bẹp mồi nha anh em. Ở đằng cây xài, ở đằng kia anh em thấy không? Ở đằng đó là một cái, ở đây là một cái nha. Thì trước hết thì mình cũng xin gửi đến lời chào đến tất cả toàn thể các anh em nha. Chúc anh em một ngày bữa nay là thứ năm vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Thành công trong công việc nha. Thì bữa nay mình đi bẫy bìm bẹp nha anh em. Giờ anh em chờ kết quả nha. Giờ mình đi kiếm chỗ nấp nha anh em. Rồi, mình sáng giờ bẫy cũng nhiều nha anh em, nhưng mà mình không có quay nha. Giờ có cái thế này cũng ngon lắm để mình quay clip thứ hai nha anh em. Thì coi thế nào nha. Anh em chờ kết quả nha.
nha anh em.